chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của Paramax. Và đây là buổi livestream ra mắt sản phẩm mới. Nếu yêu thích thương hiệu, quý anh chị hãy share nè, like và thả tim thật nhiều buổi livestream ngày hôm nay nha. Và nhân vật chính của buổi livestream sẽ là dòng loa chuyên nghiệp và loa siêu trầm Rove Series. Như các anh chị và các bạn cũng đã biết, Paramax là một thương hiệu thiết bị âm thanh Việt Nam, do đó rất hiểu nhu cầu cũng như là gu thưởng thức âm nhạc của người Việt. Từ đó cho ra đời dòng sản phẩm loa full range và loa siêu trầm Paramax Rove với chất âm chuyên nghiệp cũng như là mức đầu tư vô cùng hợp lý. Và bây giờ, để các bạn hiểu hơn về sản phẩm, chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn video sau nhé. Rove Series là biểu tượng rực rỡ cho 22 năm kinh nghiệm trong sản xuất thiết bị âm thanh của Paramax Corporation với nhiều tiến bộ trong ứng dụng nguyên vật liệu và thiết kế sáng tạo. Tự hào được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, Rove Series bao gồm các model loa full range Rove 25, Rove 30, Rove 40, loa siêu trầm súp V40, súp V50. Rove Series phát huy tối đa các ưu điểm âm thanh nền tảng như hướng sóng âm hội tụ đến tai người nghe, đáp tuyến rộng mượt mà, kiểm soát tốt dãy cao, hạn chế méo tiếng gây ra cảm giác chói gắt. Kiến trúc loa Rove theo phong cách châu Mỹ, phóng khoáng, các đường nét đầy đặn, có phần cường tráng nhưng vẫn thanh thoát, phù hợp cho không gian Việt. Hệ thống loa Rove ứng dụng tốt cho các không gian giải trí chuyên nghiệp như sân khấu tại gia hay các mô hình sân khấu nhỏ, bar, club, coffee shop, phòng họp, hội trường. Vâng, và chúng ta đã vừa theo dõi video về loa Rove. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về cấu trúc ngoại thất của loa các bạn nha. Vâng, về ngoại hình, loa full range Rove được thiết lập với thể tích thùng loa lớn nhằm đảm bảo công suất hoạt động cho các loa thành phần bên trong. Và đây chúng ta đang có loa Rove 40. Sản phẩm có kích thước chi tiết như sau: chiều rộng là 410mm, chiều cao là 680mm và chiều sâu là 440mm. Tuy thể tích thùng loa lớn nhưng được thiết kế rất hài hòa, phù hợp cho mọi không gian giải trí khác nhau của gia đình bạn. Ngoài ra, sản phẩm được thiết kế với đầy đủ các vị trí để bạn có thể sử dụng các bắp treo phổ biến trên thị trường hiện nay. Chúng ta có thể treo dọc hoặc treo ngang, tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Wow, vậy là chúng ta có thể treo loa theo phương thẳng đứng, theo phương ngang hoặc là đặt trên các mặt phẳng như là chân loa, tủ kệ, đúng không anh? Chính xác rồi em. Sản phẩm được linh hoạt trong việc bố trí và lắp đặt. Và sau đây chúng ta hãy cùng tham khảo minh họa như sau. Và một số đặc điểm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn về dòng loa Rove đó chính là cái thùng gỗ, cái mặt cấu trúc cấu tạo nên cái loa Rove của chúng ta là sử dụng gỗ MDF chất lượng cao, không hóa chất độc hại, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra các quốc gia như là Nhật Bản, Mỹ, Anh Quốc, đặc biệt là được ứng dụng công nghệ sơn chống trầy chất lượng cao. Các bạn còn có thể nhìn thấy là mặt lưới loa của loa Rove là được đột dọc hoa văn rất là tinh xảo bằng cái công nghệ CNC dây chuyền độc lập của Paramax. Và đặc biệt hơn nữa là phần logo, các bạn hãy nhìn đi ạ. Phần logo của chúng ta là có thể xoay vặn rất là linh hoạt theo cái phương thẳng đứng hoặc là cái phương ngang, tùy theo cách mà các bạn bố trí loa trong không gian của mình. Còn thật về mặt thiết kế cũng như là ứng dụng những vật liệu thì dòng sản phẩm Rove Series rất mới mẻ và rất hấp dẫn. Và mình cũng biết rằng rất nhiều các bạn đang quan tâm đến loa tweeter, loa woofer cũng như là mặt phân tầng của sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội thất bên trong sản phẩm nhé. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về nội thất của loa Rove. Thì loa Rove của chúng ta là loa hai đường tiếng với hai loa thành phần. Như các anh chị nhìn thấy sẽ là nội thất của loa Rove. Đầu tiên là mình xin nói đến loa tweeter hay còn gọi là loa treble. Thì loa tweeter của dòng loa Rove là sử dụng loa tweeter đơm lụa với chất liệu titanium quý hiếm, sẽ có cái họng còi nhỏ nhưng mà cái miệng thoát hơi thì lại lớn. Thì điều này giúp cho cái dải cao của chúng ta nó sẽ trình diễn rất là chi tiết, mượt mà, tơi nhuyễn. Vâng, và về loa woofer thì như
quý anh chị và các bạn cũng đã biết, dòng sản phẩm RV gồm có các model là RV25, RV30 và RV40 sử dụng loa woofer đường kính tương ứng là 10 inch, 12 inch và 15 inch. Đây, trên đây mình đang là loa woofer của sản phẩm. Thì màn loa được thiết kế rất là chuyên sâu, kết hợp với cụm dây âm lớn trong cấu trúc 500 ferrite I35 cao cấp, giúp nâng cao hiệu suất, tăng độ đồng cũng như là tăng giúp cho màn được di chuyển nhanh và chính xác, tái tạo âm trầm chắc gọn có lực. Và bên cạnh đó thì một phần cũng không kém phần quan trọng cấu tạo nên loa, đó chính là mạch phân tầng. Thì trên tay mình cũng đang là mạch phân tầng của sản phẩm. Mạch phân tầng sử dụng hệ linh kiện rất là đáng tin cậy như là tụ MFT, điện trở SQZ, giúp nâng cao tối ưu hiệu suất cho loa woofer cũng như là loa tweeter. Dạ vâng ạ. Bên cạnh là loa trép, loa bass và cái mặt phân tầng rất là chất lượng cao của RV, thì RV của chúng ta còn được thiết kế khá là tối ưu về mặt là các bạn nhìn thấy phía sau sẽ là cổng thoát hơi, mà cổng thoát hơi của RV sẽ là cổng thoát hơi hình chữ nhật tiết diện lớn. Điều này sẽ giúp giảm tối đa cái lực cản của cái luồng khí di chuyển ra vào, thì giúp cho là tăng cái độ nhạy và cũng như là giảm thiểu nhiễu âm tối đa cho loa RV. Bên cạnh đó thì cái jack kết nối của loa RV sẽ là sử dụng cổng jack là Spicon chất lượng cao các bạn nha. Vâng, và hiện tại thì anh thấy là có khá nhiều các anh chị và các bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm loa full range này, thì anh nghĩ là mình nên trả lời một số câu hỏi thắc mắc của các anh chị. Mình lựa chọn các câu hỏi tiêu biểu nhất để mình có thể mình trả lời giải thắc mắc cho các anh chị và các bạn đang xem livestream ngày hôm nay ạ. Thì em cũng nãy giờ thì cũng say sưa giới thiệu nội thất RV cho các anh chị, thì bây giờ đã nhìn thấy rất là nhiều câu hỏi thì em xin được giải đáp. Thì em có thấy một câu hỏi là khá là thú vị là so sánh giữa dòng loa RV và dòng loa RS có khác nhau như thế nào về chất âm. Dạ vâng, thì dòng loa RS được ra mắt trước đây so với dòng loa RV ra mắt mới hiện tại, thì dòng loa RV có khả năng trình diễn là sẽ tối ưu hơn và được cân bằng tốt hơn giữa cái nhu cầu karaoke và nghe nhạc. Thì với cái chất âm của RV, với cái dãy đáp tuyến rộng mở sẽ giúp cho giọng hát của chúng ta rất là tơi nhuyễn, hạn chế tối đa tình trạng méo và vỡ tiếng. Vâng, và câu hỏi tiếp theo mình có nhận thấy được là câu hỏi là loa full này dùng di động ra bên ngoài được không? Ví dụ như mang đi picnic với hội nhóm đó ạ. Vâng, và mình thấy đây là một câu hỏi rất là hay ạ. Tuy nhiên thì mình xin dành cái câu trả lời ở phần sau của chương trình, và mình tin rằng câu trả lời sẽ là một câu trả lời rất là thú vị ạ. Dạ vâng, vậy bạn hãy cố ở lại đến cuối livestream để thưởng thức được cái câu trả lời thú vị của mình nha. Chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Thì mình có thấy một câu hỏi tiếp theo là cho mình xin một vài điểm trải nghiệm ở Hà Nội. Dạ vâng, ở Hà Nội thì dòng loa RV của chúng ta, nếu mà bạn cần tham khảo á, bạn có thể đến một số cái đại lý chính hãng của Paramax như là Điện Máy Lý Tưởng ở ngã ba chợ Bương, Thái Khê, Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội, hoặc là HD Radio tại 166 Phổ Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bên cạnh đó, để biết thêm các đại lý chính hãng của Paramax, các bạn có thể hỏi thêm tại Facebook của Paramax, hoặc là cập nhật tại website, hoặc là gọi đến tổng đài 1900 1505. Vâng, nhân viên của Paramax sẽ liên hệ hỗ trợ bạn ngay khi nhận được sự hợp tác của các anh chị và các bạn ạ. Vâng, và anh nghĩ là mình sẽ bước qua một cái phần cũng rất hấp dẫn, và mình nghĩ là rất nhiều các bạn và các anh chị cảm thấy hấp dẫn về cái mục này, thì đó chính là mini game ạ. Wow, vậy là từ đầu chương trình đến giờ, ngoài việc theo dõi sản phẩm mới, thì bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần quà giá trị thông qua việc tham gia mini game các bạn nha. Các anh chị và các bạn hãy nhanh tay thả tim, like và share cái livestream này để mang về cho mình một những cái phần quà hấp dẫn nha. Thì chắc có lẽ là em sẽ đọc luôn câu hỏi. Trước khi đọc câu hỏi thì mình có thể bật mí cho các bạn cũng như là khán giả được biết là cái phần quà như thế nào không em? Phần quà của chúng ta sẽ là dành cho 5 bạn may mắn, và mỗi bạn được một bộ Lee Ocean chất lượng cao đến từ Paramax, rất là giá trị các bạn nha. Một phần quà rất là hấp dẫn ạ. Thì thôi, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu vào câu hỏi đi ạ.
Dạ vâng, thì để tham gia mini game các bạn chỉ cần để lại cú pháp là đáp án đúng mà thôi. Các bạn ABC, các bạn cảm thấy đáp án nào là đúng, các bạn để lại đáp án đó phía dưới phần comment và Panamax sẽ chọn ra 5 bạn ngẫu nhiên trao quà các bạn nha. Câu hỏi của chúng ta sẽ là: sản phẩm loa Fullrange RV30 sử dụng loa woofer đường kính bao nhiêu mm? Vâng, và đáp án A là 10 inch 254 mm. Đáp án B là 12 inch 305 mm. Và đáp án C là 15 inch 385 mm. Nhanh tay các bạn ơi, trả lời và nhận được các phần quà hấp dẫn của Panamax ạ. Dạ vâng, với câu hỏi trên, ví dụ các bạn chọn đáp án A thì chỉ cần là để lại chữ gì anh? Chữ A. Vâng ạ, chữ A ở phía dưới phần comment các bạn nha, rất là dễ, rất đơn giản luôn, không có nhiều yêu cầu khó đâu ạ. Đặc biệt là quà rất là hấp dẫn. Dạ vâng, thì em đã thấy ở đây có rất là khá là nhiều anh chị tương tác đáp án đúng rồi đó ạ. Khá nhiều các anh chị đang comment trả lời câu hỏi mini game này. Và xin chúc các anh chị sẽ nhận được chiến thắng, nhận được phần quà hấp dẫn của chương trình. Vâng, và một phần tiếp theo thì anh nghĩ cũng rất là nhiều các anh chị và các bạn chờ đợi, đó chính là phần trải nghiệm của sản phẩm RV này. Thì em có thể gửi tặng cho các anh chị như các bạn một bài hát thật hay, thật ý nghĩa không ạ? Wow, thì ngoài việc là tham gia mini game nè, nhận quà, xem sản phẩm mới, bây giờ chúng ta còn được nghe trực tiếp cái chất âm của RV ngay tại bên livestream này nữa. Các anh chị ơi, chúng ta hãy like, share, thả tim thật là mạnh livestream này. Bên cạnh thời gian chơi game thì chúng ta bây giờ sẽ cùng nhau thưởng thức cái chất âm của RV em chị nha. Có lẽ là em sẽ trình bày ca khúc Niềm Vui của em. Vâng, xin mời em. Wow, bài hát rất là tuyệt vời đó em. Các chị và các bạn thân mến, mình có mặt tại đây được trực tiếp thưởng thức cái bộ dàn âm thanh với dòng loa RV Series, thì mình cảm thấy là bộ sản phẩm có chất âm rất là nhà nghề, trung thực, cân bằng toàn giải, đặc biệt là rất chi tiết ở quãng trung âm, giúp cho giọng hát mình được truyền cảm cũng như là rất là có nội lực. Dạ, để trình diễn được với chất âm này thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bạn thắc mắc là cái cách phối ghép bộ dàn như thế nào. Cũng có nhiều bạn thắc mắc là chúng ta có thể phối ghép loa Fullrange với lại âm ly karaoke hay không. Để khai thác tối ưu chất âm của loa Fullrange, các bạn nên sử dụng là main hay còn gọi là cục đẩy để khai thác tối ưu chất âm của loa sử dụng được trong không gian lớn các bạn nha. Vâng, và anh thấy thì cũng đã có một số câu hỏi liên quan đến vấn đề phối ghép bộ dàn với dòng sản phẩm RV Series. Thì
mình sẽ tư vấn thêm cho các anh chị và các bạn thêm về cái chủ đề này nhé. Dạ vâng, thì nhờ có anh Thế nhắc thì mình bớt say sưa đi và mình theo dõi các bạn là đặt câu hỏi rất là nhiều về phần phối ghép. Bây giờ mình xin trả lời một số câu hỏi. Có bạn hỏi là mình có cuộc đẩy 400W một kênh thì phối ghép với loa Rode V30 được hay không? Thì Baramax xin trả lời với bạn là loa Rode V30 có thể phối ghép được với cuộc đẩy của bạn. Nếu như cuộc đẩy của bạn có công suất là 400W trên kênh, công suất thực như bạn đã công bố, và có thể phối ghép để sử dụng trong không gian từ 20 lên đến 40m2 bạn nha. Và câu h�ỏi tiếp theo, Man MA120 và Mixer MX220 ghép đồng bộ không ạ? Vâng, thì đây là hai sản phẩm phối ghép tối ưu cho bộ dòng sản phẩm loa Rode. Mình có thể sử dụng amply công suất MA120 để phối ghép với loa Rode 25, Rode 30 hay thậm chí là loa Rode 40. Và đây, bộ dàn đang được demo ở đây của Baramax cũng sẽ có hai sản phẩm, đó chính là amply công suất MA120 cũng như là mixer MX220 ạ. Có câu hỏi thêm là muốn ghép loa full này thêm với cặp loa treo chuyên nghe nhạc 60W một loa được không? Thì bạn thân mến, thì Baramax khuyên bạn là không nên ứng dụng cái biện pháp phối ghép này, bởi vì loa full range của chúng ta có là công suất hoạt động khá lớn. Nếu bạn ghép với lại loa nghe nhạc 60W một loa, thứ nhất sẽ là chất âm không đồng bộ, thứ hai nữa là sẽ không có an toàn cho thiết bị của mình khi hoạt động bạn nha. Câu tiếp theo, ghép thêm loa siêu trầm hơi như thế nào vậy bạn? Vâng, và nếu bạn sở hữu dòng loa full range Rode phối ghép thêm loa siêu trầm thì thật sự rất là tuyệt vời ạ. Và cũng trong cái chủ đề này thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về dòng loa siêu trầm thụ động hay còn gọi là súp hơi của dòng loa Rode series. Đây các bạn có thể nhìn thấy ngay tại đây, ngay bên cạnh bộ demo là loa siêu trầm thụ động súp V40. Thì cùng với các loa full range Rode thì dòng loa Rode series của chúng ta còn có loa siêu trầm thụ động là súp V40 và súp V50. Các loa siêu trầm thụ động của Rode là được thiết kế với một chất âm trầm rất là chắc gọn nè, và hỗ trợ cái giọng hát của chúng ta lan tỏa có chiều sâu, và có cái cổng thoát hơi ở phía trước tiết diện chữ nhật lớn, giúp là đánh trực diện cái âm trầm đến với người nghe. Ngoài ra thì lúc nãy có một bạn đặt câu hỏi ở phần mini game là chúng ta có thể sử dụng cái dòng loa full range Rode và loa siêu trầm như là một cái thiết bị giải trí di động hay không. Thì nếu mà bạn còn ở lại cái livestream ngày hôm nay, chắc chắn là bạn sẽ rất hài lòng với câu trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể kết nối loa siêu trầm và loa full range trở thành một cái hệ thống loa di động sử dụng trong các sân khấu giải trí như là sân vườn này, bar club, bởi vì phía trên của súp V40 chúng ta có một cái ghế để các bạn có thể sử dụng cọc nối để tạo thành một cái khối giữa loa siêu trầm và loa full range bạn nha. Và tiếp theo thì mình sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về loa siêu trầm súp V40 này nhé. Thì đây là sản phẩm loa siêu trầm súp V40. Thì sản phẩm được cấu tạo rất là vững chắc. Về mặt lưới thì được đột nhập hoa văn rất là tinh xảo. Và mình đã thử và cảm thấy là cái mặt lưới này thực sự là rất cứng và chắc chắn. Ngoài ra thì loa siêu trầm súp V40 sử dụng loa buffer đường kính 15 inch, tương đương là 385mm. Cuộn dây tiếng loa 4 inch, 100mm. Màn loa giấy với gân nhún là từ chất liệu vải đậm dầu, giúp cho màn loa di chuyển nhanh và dứt khoát, từ đó cho ra âm thanh trầm sâu và chắc gọn. Ngoài ra thì về công suất của loa súp V40 như thế nào vậy em? Loa súp V40 có công suất định danh là 600W trên một loa. Với cái công suất này thì chúng ta sử dụng được trong không gian lớn và bất cứ ở đâu trong không gian của chúng ta cũng có thể trở thành cái điểm ngọt các bạn nha. Và cái đáp tuyến của súp V40 là 35Hz đến 1.8kHz, rất là phù hợp với ngưỡng tai nghe của chúng ta để cảm nhận cái dải âm trầm đẹp nhất có thể. Vâng, và anh cũng thấy là mình cũng có khá nhiều câu hỏi khách hàng cũng như là các anh chị các bạn bè mình quan tâm đến sản phẩm loa súp V40, thì chúng ta cùng trả lời một số câu hỏi quan tâm của các chị và các bạn nhé. Dạ đúng rồi ạ, thì em thấy có khá là nhiều câu hỏi về súp V40 thì chắc khá là ấn tượng với các bạn xem đang xem livestream. Súp V40 là loa súp điện hay súp hơi và có thể ghép với thiết bị nào?
bạn ơi, SUV V40 như chúng ta trình bày như trên là SUV, là SUV hơi, là loa siêu trầm thụ động bạn nha. Và bạn có thể phối ghép hoàn hảo với lại các men của Baramax như là MA120 hoặc là MA220. Vâng, và câu hỏi tiếp theo, SUV V40 dùng trong phòng karaoke kinh doanh được không? Và câu trả lời của mình là hoàn toàn phù hợp ạ. Loa siêu trầm SUV V40 phù hợp phối ghép cho các không gian gia đình cũng như là phòng kinh doanh karaoke với diện tích lên đến 50m2. Rồi, một câu hỏi khá là thú vị và rất quan trọng, cũng như là ưu điểm của thương hiệu Baramax từ trước đến nay. Loa full range và loa siêu trầm RV được bảo hành bao lâu vậy ạ? Vâng, loa siêu trầm RV và loa siêu trầm và loa full range RV được bảo hành dẫn đầu thị trường với thời gian lên đến 5 năm bạn nhé. Và anh nghĩ là tiếp theo thì mình sẽ đến với một phần cũng rất là hấp dẫn và được mọi người, các anh chị và các bạn chờ đợi, đó chính là mini game thứ hai. Wow, lúc nãy chúng ta đã có mini game đầu tiên rồi, rất là dễ luôn, chỉ cần trả lời cái đáp án đúng. Và thì cái mini game thứ hai này cũng dễ không kém, mà em nghĩ rằng là lại còn có phần là hấp dẫn hơn, mà phần quà cũng rất là hấp dẫn luôn, đó là năm bạn may mắn sở hữu 5 bộ ly Ocean chất lượng cao của Baramax. Thể lệ mini game là các bạn chỉ cần chia sẻ cảm nhận của mình khi xem livestream này, hoặc chia sẻ bất cứ điều gì mà các bạn cảm thấy yêu thích đối với dòng loa sản phẩm mới được livestream ngày hôm nay, đó là loa full range và loa siêu trầm RV series. Bên cạnh đó chỉ cần để lại cảm nhận và kèm hashtag Baramax hoặc là và hashtag RV là các bạn đã có được câu trả lời đúng cú pháp của mình rồi. Vâng, và các anh chị và các bạn, nếu ai đang theo dõi livestream từ đầu chương trình đến giờ, mình cảm thấy những cái điểm nào mà mình thích hay là mình cảm thấy thú vị về một cái điểm nào đó về các sản phẩm của dòng sản phẩm RV, thì mình có thể để lại comment cùng với hashtag để có cơ hội nhận được các phần quà cực kỳ hấp dẫn của Baramax ạ. Dạ vâng, thì mình chỉ vừa có giới thiệu về cái nội dung thôi, thì đã có khá là nhiều anh chị để lại đúng cái cú phá rồi. Ví dụ như là có bạn ghi là tôi cảm thấy livestream vui, chất lượng âm thanh nghe tốt. Rất cảm ơn anh chị đã để lại bình luận, nhưng hãy nhớ để lại thêm hashtag Baramax và hashtag RV để đúng cú pháp để nhận quà các anh chị nha. Một câu trả lời khác mình anh thấy comment đó chính là khách khen là RV30 nhìn cứng cáp cũng như là rất là sang trọng, thì rất hy vọng là trong tương lai thì có thể mời các anh chị và các bạn mình có thể đến các đại lý của Baramax để mình có thể trải nghiệm cũng như là mình có thể cảm nhận được chất âm mà sản phẩm mang lại nhé. Dạ, rất là nhiều anh chị đang yêu thương cái buổi livestream ngày hôm nay, like, share và thả tim rất là nhiều. Thì chúng ta hãy nhanh tay để lại cảm nhận của mình trước khi livestream này kết thúc, để cuối livestream thì sẽ tìm ra 5 người lãnh được phần quà là 5 bộ ly Ocean cao cấp của Baramax. Chúng ta hãy cho các anh chị một ít thời gian nữa, anh thấy nha. Ok, các anh chị mình hãy nhanh tay, đừng bỏ qua cơ hội này, comment để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn của Baramax. Ngoài ra thì mình cũng sẽ được biết thêm nhiều về sản phẩm của Baramax nè, rồi mình có quà mang về thì thật sự rất là tuyệt vời ạ. Dạ rồi, tình cảm rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là thời gian giới thiệu về buổi livestream ngày hôm nay cũng dần khép lại. Có lẽ chúng ta sẽ đếm ngược để mà trước khi kết thúc buổi livestream này em nha. Vâng, và sau đây thì mình xin đếm ngược để các anh chị và các bạn có thể chốt cái comment của mình để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn nhé. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Và rất là cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi buổi livestream từ đầu đến hiện nay. Thì trước khi là kết thúc buổi livestream thì anh thấy sẽ có một vài chia sẻ để chào tạm biệt. Vâng, và nếu còn bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm, các anh chị và các bạn có thể để lại comment bên dưới hoặc là gọi đến tổng đài 1900 1505, nhân viên Baramax liên hệ hỗ trợ các anh chị ngay nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.